Để chữa cái chứng đau lưng và đau thần kinh tọa, chúng ta sẽ làm 4 bước. Bước thứ nhất, chúng ta sẽ dây giữa ngón tay số 4 và ngón tay số 5. Bây giờ mình chọn cái ca này, nó gây cấn chút xíu quá. Trời ơi, chân nó lệch một trời một vực luôn trời. Rồi. À, bây giờ thầy Bảy sẽ hướng dẫn cho chúng ta coi. Các anh chị lại đây. Không, anh chị xem rồi chúng ta làm luôn chứ. Đó. Anh chị chú ý cái động tác của thầy Bảy nha. Chúng ta sẽ chọn vào giữa cái ngón số 4, ngón số 5. Đó. Và chúng ta làm hai bên luôn. Chúng ta dùng cái ngón cái, chúng ta lắp vô. Rồi chúng ta dây mạnh hai bên. Ha. Đó, dây sao mà mỏ chu luôn vậy nè mới đúng nè. Bên nào làm? Bên này hả? Các anh chị vừa dây vừa hỏi nha. Là coi bên nào đau. Thì bên nào đau nhiều hơn thì là gì? Lưng bên đó đau nhiều hơn. Rồi mọi người vô tiếng rồi thật. Bây giờ sau khi mà dây xong nè, các anh chị đo lại hai chân cho tôi cùng ha. Chân chị này bị nặng rồi nè. À, hồi đó cái chân của chị có bị gì không? Hồi lúc nhỏ thì nó bị chẹo bánh chè gì đó. Chẹo bánh chè hèn gì. Ồ, cái này là sữa khó lắm nha. Chân thấp chân cao này là do chẹo bánh chè chứ không phải do thần kinh tọa nha các anh chị. Không mà bị đau thần kinh tọa luôn đó. Từ đó nó dẫn đến cái thần kinh tọa, nhưng mà làm cái này sẽ gây cấn hơn nhiều á. Rồi. Rồi, hai người một tổ, chúng ta bắt đầu đi. Người nhà của người bệnh chúng ta làm cho người nhà của mình, còn ai không có người nhà đi theo thì sao? Thì ai mà đi học á, mình vô mình làm luôn. Ai đăng ký học vô làm luôn, nhanh lên. Rồi, không có dây như vậy, dây vậy nè. Đó, nắm vô. Nắm cái con cái này nè. Để vô vậy nè. Dây vậy nè. Mặt mới giống vậy nè. Đó. Hai bên luôn. Đó, đúng rồi. Thầy Bảy đi hướng dẫn phía bên đây giùm con cái. Dây hai bên luôn, dây hai bên luôn, cùng lúc. Rồi vừa dây vừa hỏi người ta bên nào đau nhiều hơn. Bên nào đau trái. Các anh chị nhớ nha, bên nào đau nhiều hơn có khả năng là cái lưng bên đó bị đau nhiều hơn đó nha. Nếu mà tay bên nào đau nhiều hơn đó, lưng đau nhiều hơn. Anh chụp được sổ mà này. Nó nóng ngón, nóng ngón tay rồi, vừa tơ vừa nóng ngón tay. Rồi, ai làm xong rồi chúng ta lùi ra để tôi kiểm tra kết quả. Hồi nữa làm do cổ cái bận của bộ thần kinh tí à, cái xương chậu nó bị rồi xương chè. Rồi dây 15-20 cái thì dây hoài mà banh tay bây giờ. Rồi bỏ ra. Rồi lùi ra. Rồi các anh chị nhớ nè, chúng ta dây ngay cái chỗ giữa khe ngón số 4 số 5 á, là để làm gì? Là chúng ta kích lên cái hệ thần kinh ở giữa cái ngón tay. Tại vì tay, chân và lưng nó cùng là gì? Cùng đi một cái đường dây thần kinh. Do đó các anh chị thấy người ta bị liệt nửa người không? Liệt nửa người thì sao? Nửa người nó bị co lại. Thành thử ra khi mà chúng ta kích vào giữa ngón tay số 4, số 5 á, thì cái đường dẫn truyền thần kinh đó nó sẽ tác động lên não. Và não nó sẽ tiết ra một cái chất gọi morphine nội sinh á, nó mạnh gấp 50 lần cái morphine bình thường. Thì lúc này là gì? Nó giảm đau ngay lập tức ở những cái chỗ đang đau. Bây giờ ông tin các chị thử kiểm tra lại cái lưng mà đang đau coi. Thấy đỡ liền luôn á. Thấy không? Thấy đúng không? Rồi. Các chị bỏ chân xuống. Bỏ chân xuống đi.
chân để đo thôi. À, thì ai các anh chị mà gặp những cái người nè, thường á mình cứ quen là nói đau lưng, chứ còn nhiều trường hợp á nó không phải đau lưng rồi, nói đúng từ là đau cơ lưng. Ví dụ cái người mà phải đứng nhiều, không làm nghề đứng nhiều á, cái lưng nó cứ mỏi cái nhất á, thì ngay lập tức là chụp cho tôi vô hai cái bàn tay ngay giữa ngón số 4, số 5 á, các anh chị cứ dây cho tôi 15-20 cái là đỡ liền, ngay lập tức là giống như nó giãn cơ á, là anh chị thoải mái liền nha. À, và sau đó mình vận động nhẹ chút xíu về là hết đau lưng, ngay cái đau cơ lưng á là đỡ liền ngay lập tức. Rồi bây giờ chúng ta sang bước số 2, đó là bật ngũ bội và tâm tinh. Rồi mời thầy Bảy đến bật ngũ bội tâm tinh cho cô này. Khoan các anh chị, khoan bật, các anh chị nhìn coi thầy Bảy bật nè, rồi các anh chị sẽ làm theo. À, đầu tiên là gì, mình xoay chân, cổ chân cho người ta mềm ra ha, cho nó mềm ra. Rồi sau đó thì bắt đầu các chị bật ngũ bội. Ngũ bội là chúng ta sẽ dùng cái ngón cái đỡ ở phía dưới và dùng cái ngón chỏ chúng ta bấm ngay cái đường gân trên. À, bấm chỏ ngay cái đường gân trên của cái ngón chân. À, đúng rồi. Anh chị ấn vô cái đường gân đó và anh chị bật ngang qua cho tôi 5 cái, cho nên được gọi là ngũ bội. À, mỗi ngón như vậy các anh chị bật 5 cái. Và các anh chị bật cho tôi tổng cộng là 3 lượt cả thảy. À, bây giờ là hết 1 lượt. À, chuyển qua lượt số 2. Rồi, trong mấy cái ngón đó chị thấy ngón nào đau nhất? Cái ngón này. Đúng rồi. Thường những cái người bị đau thần kinh tọa đau lưng á, thường là hai cái ngón. Út và ngón áp út là bị đau nhiều. Những cái người mà đau khớp gối nhiều á thường lại đau ngón giữa. Ai mà đau khớp háng thì lại hay đau ngón cái. Sau khi mà bật ngũ bội xong, chúng ta sẽ bật tới tam tinh. Tam tinh thì ngược lại, chúng ta sẽ dùng cái ngón chỏ làm cái ngón đỡ và chúng ta dùng cái ngón cái làm cái ngón bấm. Thì các anh chị nhớ cho tôi là bấm thì các anh chị móc như cái móc câu vậy đó. Các anh chị thấy không? Cái ngón tay của thầy Bảy móc như móc câu. Các anh chị ấn vào cái đường gân của cái dưới cái ngón. À, các anh chị bấm 3 lần. Và các anh chị thấy là thầy Bảy dùng cái gì? Cái bàn tay làm luôn cái bệ đỡ. À, người ta gọi là dao sắc mà không bằng chắc kê mà. Thì các anh chị kê chắc thì các anh chị sẽ bấm tốt hơn. À, và các anh chị bấm, các anh chị lưu ý tới mặt của bệnh nhân. Đó, cái mặt giống như nè, là biết là có tác dụng rồi đó. À, nhân và đi đó. Nói chung là cười nhé, nghe mà đau nhé. Đó, thì đó mới có tác dụng. Đó, bắt đầu chúng ta sẽ chuyển qua chân thứ hai. À, đây là ngũ bội nha. Các anh chị nhớ khi mà bấm ngũ bội chúng ta phải cong cái ngón chỏ như cái móc câu vậy đó. Rồi chúng ta bật ngay cái đường gân trên của cái ngón chân. À, mỗi ngón như vậy chúng ta bật là 5 lần. Còn ở dưới người ta bật gọi là tam tinh thì chúng ta bật 3 lần. Nhưng mà gì trên dưới đều làm đủ 3 lượt. Ở bên đây thì ngón nào đau nhiều hơn cô? Bên đây thì ngón này. Ngón này. Ngón này với con. Ngón này với con ngón này nè. À, ngón giữa với lại ngón áp út ha. Tại vì hồi xưa nhiều nó không đau. Tại vì hồi xưa cô bị giật cái chè cho nên ngón đó đau nhiều. Không? Các anh chị sau khi thấy mà thầy Bảy bấm ngũ bội tâm tinh xong thì bẻ thêm cái gì? Cái gân của những cái ngón chân ha. À, cho nó là gì? Nó giãn ra những cái đường gân chân. Rồi, giờ chúng ta sẽ đo lại hai chân. Các anh chị thấy không? Nó còn lại chút xíu à. À, so với mới nãy là một trời một vực. Hồi nãy nhiều. À, một nãy là nó xuống luôn tới đây, giờ là gì nó còn con khúc thôi. Rồi. À, hai người một tổ. Tại vì cái xương bánh chè phải mình chỉnh thêm cái khớp háng nữa. Lát nữa chỉnh thêm cái khớp háng. Rồi, bây giờ hai người một tổ mình bấm ngũ bội và tâm tinh. Hai bên đây là sao vậy? Tại vì em nhà anh bước ông xã em hỏi vậy nè, có bị đau nhất lên không? Anh xã không có bị đau. Mà rồi. Em lại đau như này. Tại vì em không
Rồi bấm ngũ bội tâm tinh đi các anh chị. Bấm ngũ bội đây hả, mình làm chân phải trước trái sau, mình đừng làm lúc hai tay chưa đủ trình độ đó đâu ha. Các anh chị dùng cái ngón cái làm cái ngón đỡ, cái ngón trỏ làm ngón bật à, ha. Rồi để dần dần 1 2 3 4 5 à, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 à, mình phải nghe cái đường gân chân nó bật 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 à, 1 2 3 4 5 à, còn cái tâm tinh á thì mình ngược lại, mình để cái gì, cái ngón trỏ là ngón đỡ, cái ngón trái là cái ngón bật à, ta ấn vô à, 1 2 3 nhớ không được dùng móng tay nha các anh chị dùng phần thịt thôi à, tâm tình. Vậy là ba ngũ bội trước rồi mới đúng rồi tâm. Không làm ngũ bội hết 3 lượt luôn rồi mới làm tâm tinh, mình chỉ có hướng dẫn chị thôi. Thì bấm 5 ngón gì anh thấy ngón nào nó đau nhiều hơn anh? Ngón này đau à, ngón kế út đặt gì hơn. Mình bấm mình ngồi xuống luôn. Đây cụ học viên. Đau dữ à. Cô thấy đau ngón nào nhiều hơn cô? Ngón nào? Ngón áp út nó đau nhiều hơn. Thường cái đau cột sống nó sẽ gì đau cái ngón út, còn đau cái ngón áp út thường đau thì kinh tọa. Anh em bấm tốt á. Này bà xã à, bao nhiêu năm trường hợp rồi cho nên là bao nhiêu là căm thù ổng dồn dồn bấm hết. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng không? Đúng không? Đúng giờ cũng giả thù bây giờ. Có hổng trả thù rồi nó đánh nhân này thường thường đau bạn ngón xào là đau ngón cuối đúng không? Ok chứ là ngón cái bạn ngón cuối với ngón cái ngón giữa không đau à? Bấm nhẹ quá nha, bấm nhẹ, bấm ngũ bội, dùng ngón cái giữ, dùng ngón trỏ bấm sao năm ngón với bạn là hai giờ. Không đủ xây liền vậy. Ví dụ con hình thông mà nó là không thù xây liền. Rồi bắt đầu tới tam tinh rồi. Tam tinh rồi. Mà đó rồi thì rồi. Sáng kia đi đồ ngủ mọi em. Bẩu vô như cái mắm này. À, trong 5 ngón cô thấy ngón nào đau nhiều nhất? Mà bên đây lại đau, mà sao bên đây nó đau, bên đây không đau, hay là tại em nó bấm không? À, bấm hơi nhẹ, cho nên là bấm chung. Để thầy bấm bên đây, bên đây nó đau. Đó là sao mà thấy ổng làm thấy đau. Để thầy làm thử coi nè. Bây giờ bấm cái nào đau? Bấm cái trên đau cái dưới đau. Ở dưới đau trên đau. Trên đau. Đó, ổng đâu có đau bằng tôi bấm đâu. Nè. Các anh chị nhớ nha, lúc bấm á đừng có như cô bé này mà mình gian cánh ra lên cào như vậy ha.
lúc bấm á mình tay mình để xuống thôi chứ không có cần phải giơ cao lên vậy đâu. Mình để vậy nè mình bấm, tại vì ngồi không có đúng tư thế, ví dụ mình xoay qua đây ngồi chút xíu mình sẽ bấm dễ dàng hơn ha. À, đúng rồi, các anh chị bấm sao cho cái tay mình đừng nhấc lên cao quá, tay mình nhấc lên cao quá nó mỏi dữ lắm. Đây. Thầy Bảy ơi, chỉnh cái bên này nè, bên này bấm hơi nhẹ. Ừ. Đây là đưa chân lên đây con. Mình ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống, đưa chân lên. Đó, bấm thị phạm chưa? Phải không? Để cảm nhận. Phải không? Cái đó là của bộ ha. Còn cái tâm tin là đó. 1, 2, 3. Rồi tay bây giờ mình bấm. Đúng đâu. Ngồi đi. Cô thấy sao? Rồi. Thôi. Nãy giờ cô này làm nhiều rồi. Hả? Rồi. Bây giờ thử coi. À bây giờ cô thử đứng dậy. Cô thử đứng dậy coi. Cái lưng của cô kiểm tra rồi lại cái lưng của cô coi. À, bây giờ nó còn đau không? Còn nhức đúng không? Giờ thử cúi xuống coi. Rồi. Cúi xuống chân chạm coi, chạm tay vô coi. Đó. À, nhưng mà so với ban đầu thấy sao rồi? Nói chung là nó rã bớt rã, nhưng mà vẫn còn nhức lắm, nhức này. Vẫn còn mới có 50% mà vẫn còn 50% nữa chưa làm mà. Còn hai động tác nữa. Đó không? À bây giờ nhưng mà so với ban đầu thì giờ thấy sao? Giảm được bao nhiêu? Chắc khoảng 20 nhiều quá. Mới có 20 à hả? À, an tâm. Không cái gì nhớ nha, có nhiều nói nhiều nha. Rồi chị con chị thì sao? Đỡ xíu là được nhiêu? Anh này là anh chồng. Ờ nhưng mà anh là có đi học lần nào chưa? Chưa đi học lần nào hết hả? Rồi. Mà bởi vì mà thấy bấm cho bả là biết rồi. Mà giảm được nhiêu rồi? Giảm chừng 20%. 20% đúng không? Thử coi cúi xuống coi có chạm được không? Đấy đó là hết cỡ rồi đúng không? Rồi lát nữa là để thầy Bảy tôi nhúng tay vô cho yên tâm đợi xíu. Rồi ô còn cô này nãy giờ làm nhiều rồi không chưa xong nữa hả? Wow. À, đó thấy không, cái gì phải làm gì mới đúng nè hả? Không phải nó bấm đúng ngay cái đường gân á. Đau quá. Bấm nhanh lên chút anh, bấm chậm quá anh ta đau. Mấy người đó có sần hay không? Ngón áp ngón đầu á. Hai ngón đó đầu nhất. Hai cái ngón nào? Không á. Dạ đứng đây. À dạ. Rồi. À hai cây này rớt con cái thôi. 400 thành 200. Rồi. Bây giờ thử phỏng vấn cái người ở đây. Anh giờ thấy sao? Cái lưng thấy sao rồi anh? Có đỡ không? Dạ, giảm được cỡ nhiêu? Chắc gần nửa à. Nửa à? Trời được gần có nửa hả? Đó đúng không? Rồi anh thử đứng dậy coi. Anh cúi xuống chạm tay xuống dưới chân coi được tới cỡ nào. Ông này cũng dẻo lắm. Ồ, ngon lành luôn. Ông này cũng gặp sát cũng được. Nó bớt đau nhiều. Nó bớt đau nhiều đúng không? Yên tâm các anh chị còn hai động tác nữa nha. Mình còn cái ép gối với cái xây chân nữa.
còn hai cái kia nó khỏe. Bấm thì người không đau cứ đúng vậy, miễn sao đúng đúng cho nó được rồi. Vậy đó. Vẫn còn hai đồng chí chưa phỏng vấn nha, xong do cái cho xong luôn nè. Rồi cô thử đứng xuống dưới đất coi, không thử coi đi xuống. Được rồi, cho bạn xuống đây, chị thử cúi à, thử cúi cái lưng sao rồi, bây giờ cái lưng quan trọng, cái lưng sao rồi, thấy khỏe hơn, thấy khỏe luôn à, khỏe hơn chút đi. Rồi cúi xuống thử đi, đụng luôn không, còn miếng nữa không, thôi để dành nó đi chút xíu nữa nha, còn hai động tác nữa lận, nhưng mà cho hỏi, cho hỏi so với ban đầu thì giảm được bao nhiêu? Giảm cũng 30-40%. 30-40% luôn hả? Rồi ông thầy này học được bao lâu rồi? Mới à? Mới ngày đầu. Mới tuần trước được tuần rồi, thấy không? Cho nên là ngon lành hơn ông kia, mới có ngày đầu được có 20% mà. An tâm, các anh chị thấy ở đây là toàn là thầy tay ngang không nha. Không. Mà các anh chị thấy là gì? Giảm ngay cái lần đầu ha, chỉ có những cái ca nào khó thì bắt đầu là thầy bảy hoặc là tôi mới nhúng tay vô thôi. Rồi thử coi, ráng giúp cho chị Mỹ ngon lành đi. Thì yên tâm. Đăng ký học con cái 5 ngày mà ngồi bật cho à hồi là yên tâm. Thấy sao rồi chị? Thấy rãng. Rãng hả? Thấy cái lưng giảm được bao nhiêu phần trăm rồi? 20% hay là 2%? 20%. À, tưởng đâu có 2%, sao đánh giá được 2% hay dưới. À, yên tâm, còn hai động tác nữa. Rồi. Rồi, cảm ơn tất cả các anh chị, chuẩn bị qua động tác thứ kế tiếp là ép gối và xoay chân. Rồi, tới cái động tác ép gối với xoay chân ha. Bây giờ mình làm cái ép gối trước, thì đầu tiên là các anh chị cho kẹp một cái banh vô gối. Xong sau đó mình tự mình kéo cái đầu gối sát vào ngực. Và khi kéo như vậy các anh chị phải thở hết ra. Rồi khi hạ chân xuống thì mình lại hít vào. Khi mà mình ép bỏ cái trái banh vào cái gối á, khi mình ép lại á, nó sẽ ngăn máu xuống dưới chân. Thì cái lượng máu mà thay vì nó xuống dưới chân á, thì mình ép nó sẽ đưa vào gì? Vào phần lưng ha. Cho nên khi các anh chị làm cái động tác này á, ngoài cái việc mà nó đưa máu vào phần lưng, nó còn đưa máu vào phần gối nữa. À, các anh chị làm mỗi chân như vậy là 10 lần. Sau khi hết 10 lần rồi thì bắt đầu gì mình đổi chân. Cái này các anh chị tự kéo nha. Cố gắng kéo sát vào, càng sát càng tốt. Chỉ có khi nào mà người bệnh, người ta yếu quá thì mình mới hỗ trợ một tay. Sau khi các anh chị mà ép đủ hai chân rồi thì các anh chị bỏ banh ra và gì mình co hai chân lại, rồi mình dùng hai tay ép gối vô, ép sát vô sao cho cái mông mình mỏng nhõng lên nha các anh chị,
thì khi cái mông mình nhổng lên như vậy thì là gì, nó mới làm giãn được cái đốt sống lưng của các anh chị, thì những cái chứng thần kinh tọa là nó bị chèn, thành thử ra nó mới đau. Cho nên là gì, mình làm rồi chị áo tím phải nhả chân ra, rồi hít vào, rồi mới ép chân vô thì mình mới có hơi được. Thầy Bảy lấy cái khóa nhị môn với lại cái ấy luôn. Rồi sau khi mà ép chân thì cái chân sao, đẹp trai chưa? Đẹp quá luôn. Ồ, gần như bằng nhau luôn nha các anh chị. Các anh chị xem là sao cái bài ép chân. À. Rồi chị thử đứng dậy coi. Đúng rồi, hãy nghiêng qua bên phải chứ khi đứng nha. Rồi bây giờ thầy chị thử cúi xuống coi. Chạm luôn. Chút tí nữa được mà. Đó, được. Chạm luôn con chân. Đó, cào luôn chân. Nhúng từ từ xuống luôn. Rồi, nhúng xuống cái. Rồi, nhưng mà thấy sao rồi? Bớt đau lưng à, bớt nhất rồi. Bớt đau lưng bớt nhất hả? Giảm được bao nhiêu phần trăm rồi? Chắc lên 40 rồi. Rồi, gấp đôi rồi, từ 20 lên 40. Còn động tác nữa. Đâu thử đây, giao xuống được thêm miếng nữa. Đó, mới nãy được quá khớp gối chút xíu. Rồi nhưng mà cái lưng sao, quan trọng là cái lưng sao nè. Cũng còn, giảm được nhiêu à? Giảm thêm được 1 phần nữa là mới nãy 30%. Lên được 30% phải không? Ráng. Tại ông chồng đụng vô phải điều cho anh nào đẹp trai chút xíu là lên 70-80% liền. Rồi cô xong rồi, đứng dậy coi thấy sao? Nhẹ hả? Làm cái mà trời liên tục luôn ha. Giảm được bao nhiêu phần trăm rồi cô? 40% rồi. Lên được 40% rồi. Thử quay qua quay lại cái lưng nó sao rồi? Đó vậy thôi. Hả? À dạ. Bây giờ nó dài hơn luôn. Hay quá. Giờ nó dài hơn luôn. Rồi hai chân bằng nhau luôn rồi. Bằng kìa. Ờ sao vậy thầy? Ở biết sao làm sao tự nhiên chân bằng nhau luôn hả? Vẫn còn chút xíu đúng không? Vẫn còn trả giá đúng không? Chị thấy sao? Đau quá, đau quá. Đau. Không, vẫn còn chút xíu. Ha? Vẫn còn xíu lắm. Đau, đau. Từ từ. Không có xếp. Cô thấy lưng sao rồi? Bớt thêm. Bớt thêm được nhiêu phần trăm nữa? Thêm cũng 20% nữa. 20% nữa là tổng cộng nhiêu phần trăm rồi? 60%. 60% rồi, ok luôn. Quyết định dứt giá 60% luôn. Rồi bây giờ các anh chị làm tới cái phần gì? Rồi, làm rồi. Xoay chân. Chú Bảy hướng dẫn đang cái xoay chân đi. Ủa? Rồi. Rồi, các anh chị chú ý cái phần xoay chân nha. Bước cuối cùng. Tuyệt chiêu. Rồi, các anh chị nhìn nè. Đầu tiên là gì? Các anh chị phải tìm được hai cái hõm. Đây nè, coi nè. Nào, đến đây coi nè. Không. Tìm hai cái hõm ở trên lưng. Rồi chúng ta dùng cái khóa này gọi là khóa nhị môn. Chúng ta dùng cái khóa nhị môn, chúng ta sẽ dây vào gì? Hai cái hõm này.
Đối với những ai bị thần kinh tọa, các anh chị có thể dùng hai ngón tay, các anh chị dây dây ngay cái chỗ đó, các anh chị sẽ thấy là gì, nó có những cái gân nó nổi ra đó. Đau thần kinh tọa nữa. Đau thần kinh tọa là đúng chỗ đó luôn, cái gân nó sực ở đó đó. Ha. Thì các anh chị sờ thôi, rồi các anh chị lấy gì? Lấy cái khóa, các anh chị khóa, các anh chị dây xong các anh chị khóa nó lại. À. Rồi các anh chị sẽ gì? Dây rồi giữa mông. Không. Chị này chân dẻo. Chân dẻo nhưng mà nó có vấn đề. À, các anh chị sẽ dùng cái đũa ấn huyệt, các anh chị dây vào giữa mông trước tiên ha. À, bước thứ nhất. Thường mấy người thần kinh tọa đau dữ lắm. Rồi. Thứ hai nãy giờ là chúng ta sẽ dây vào cái đùi ngoài. Kế tiếp là gì? Dây vào cái bàn chân. Rồi. Cái đó phải khóa nhị môn một vô nha. Khóa nhị môn vô. Đúng rồi, khóa hai đó lại. Đây để tôi cho tôi lấy cho mượn cái cây cho. Đừng có dùng tay như vậy. Đây. Đau đã. Đúng rồi, những người bị thần kinh tọa da chỗ đó nó đau nhưng mà đã lắm, cho nên gọi là đau đã là đúng rồi đó. Rồi. Sau đó thì các anh chị sẽ gì? Xoay chân. Mình ngồi xích ra một chút ha. Các anh chị sẽ luôn luôn xoay vào mông đối diện rồi kéo về cái mông mà ngay bên chỗ của mình. À, các anh chị nhớ là lúc làm á, chúng ta tập cái thói quen là ngồi ở bên cùng cái chân làm, rồi chúng ta đưa về cái mông đối diện, xong sau đó chúng ta kéo về cái mông bên gần mình nhất. À. Rồi ngồi qua bên kia, ngồi lại xoay đầu lại mấy anh này đi để bước quay qua. Rồi ngồi vậy. Rồi, quay đầu lại đây. Cũng tay này bao nhiêu? Ờ, bên đây đã xong rồi. Rồi, qua mấy anh đây. Quay ngược nha. Quay ngược rồi. Xoay bên đây qua. Đầu gối. Chị ép vào mông đối diện. Ép vào mông đối diện. Đúng rồi, kéo lại. Đó. Rồi, ép vào mông đối diện. Rồi kéo qua mông bên đây, đúng rồi, từ từ. Mình không cần phải rộng gì đâu, mình tới đây nè, kéo qua đây nè, rồi đưa lên nè, đó, vậy đó. Đúng rồi, à, đúng rồi, ấn vô bên mông bên đây 3 cái. 1, 2, 3, rồi ấn bên kia, 1, 2, 3, đúng rồi đó. Cái cặp này cứ xì xà xì xò không ông chồng. Cái này nhớ nha các anh chị nên dùng cái đũa ấn huyệt để các anh chị dây mông cho người ta, còn cái này là chồng làm cho vợ cho nên là ổng thọt nguyên ngón tay vô được à. Còn các anh chị làm cho vợ người ta, anh chị thọt nguyên ngón tay vô nó quýnh cho bờm đầu. Em gì ép về bên đây. Đúng rồi. Ép từ mông bên đây. Không, ép từ mông bên đây. Mông bên đây qua nè, qua nè. Xuống nè, lên nè. Từ người coi. Rồi, chị này là bị nặng nhất nè. Chị thấy sao rồi? Bất nhiêu này, 50% đấy. Bao nhiêu? Rồi thử chạm chân rồi mấy nãy là hai tay không có chạm. Chạm chân được giờ sao? Ngon lành. Rồi giờ chị ngồi xuống đất đây rồi so lại hai chân coi sao coi. Mới nãy là chân là một trời một vực rồi đó. Ôi hay quá, hay rồi. Nó là còn có chút xíu à hả? Đâu, bà ngồi nè. Đó.
hay quá rồi. Đó, phải ngồi vậy đó. Rồi, vậy được rồi. Đó, một xíu à. À, chị thấy sao? Đỡ nhức nhiều lắm rồi. Đỡ nhức nhiều lắm rồi. Hoặc còn cái chân. Rồi, chị thấy sao? Thử đứng dậy coi. Chưa biết nữa hả? Thử chạm coi, chạm nổi không? Tới đó à hả? Mày chồng làm được tới đó à, lần sau tôi điều cho đào đẹp ra là bảo đảm là chạm hai tay luôn. Mày giảm được bao nhiêu phần trăm? Chắc hơn nữa. Hơn nữa là hả? Còn cô? 60%. 60% hả? Thử chạm chân coi. Không tới nổi. Thử thôi. Tới đâu được tới đó hay tới đó. Hết rồi. Hết cỡ tới đó ha. Từ từ đi học đi cho chạm luôn. Cho hết đẩy luôn. À, còn cô? Đăng ký đi học đi cho tới nơi. 80% luôn. Ngon hả? Có. Mà chị bị bao nhiêu năm? 40 năm. À, cho nên là một có lần đầu tiên mà ai làm cái chị vậy? Cháu hả? Học rồi. Hả? Học được bao lâu rồi thần y? Học tuần rồi, mới con tuần hả? Ngón ra liền không? Các anh chị thấy không? Học toàn là gì? Mới học với học có tuần à. Là anh chị làm được hết chứ đâu có gì khó khăn đâu. Rồi còn cái anh đứng đây đâu rồi? Anh, rồi cho em hỏi coi là sau khi mà làm xong hết rồi anh thấy giảm được bao nhiêu phần trăm rồi? Giảm được một nửa, đỡ đau nhiều lắm. Một nửa, đỡ đau nhiều lắm hả? Mà ai làm cho anh vậy? À, vợ làm nhiều. Đâu vợ đâu? Rồi, chị học môn này bao giờ chưa? Chưa, bữa nay là lần đầu tiên. Mà làm một cái 50% luôn. Anh có tin là hả lần đầu làm mà được giảm được 50% không? Mọi người chưa biết gì? Khó tin á. Khó tin nhưng mà thiệt á. Thì các vị thấy cái phương pháp này rất là dễ học, dễ làm ha. Rồi, cảm ơn tất cả cô chú anh chị. Rồi, tôi sẽ nói vài lời trước khi kết thúc chương trình. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập trì liên tâm.